Mới đây Jose Mourinho đã chia sẻ, nếu yêu bóng đá, bạn không muốn dừng lại. Nếu yêu bóng đá, bạn không cảm thấy mình già đi, bạn cảm thấy tươi mới, như trẻ lại và muốn kéo dài điều đó đến những ngày cuối cùng. Vì thế, động lực luôn chảy trong máu của tôi. Cựu trung vệ của Crystal Palace, Damien Delaney tiết lộ với báo chí. Ngày hôm đó, chúng tôi đã đánh bại Chelsea tại Stamford Bridge khi Tony Pulis còn dẫn dắt Palace. Sau này người ta mới nói với tôi, đánh bại được Mourinho trên sân nhà của ông khó đến như thế nào. Chúng tôi đang ngồi trong phòng thay đồ. Thông thường sẽ có một nhân viên bảo vệ canh cửa để không ai có thể vào, và những gì huấn luyện viên trưởng nói sẽ không bị gián đoạn. Cửa ở Chelsea là cửa kép, và bất chợt chúng tôi nghe thấy một cánh cửa bị mở ra. Ai cũng nghĩ rằng nhân viên bảo vệ sẽ bị sa thải vào buổi sáng hôm sau thôi, vì anh ta đã để người lạ vào được. Ngay sau đó, cánh cửa thứ hai bật mở. Chúng tôi thấy một chiếc áo khoác dài, Jose đã bước vào. Và ngay cả Tony Pulis cũng lùi lại một bước, ông ấy như dính chặt vào tường. Jose đến để nói chuyện với toàn đội chúng tôi. Ông ấy khen ngợi chúng tôi, nói rằng chúng tôi chơi rất hay. Các bạn thật tuyệt, hãy tiếp tục chơi như vậy và các bạn sẽ không gặp vấn đề gì trong mùa giải này. Chiến thắng này là xứng đáng, tôi không thể đổ lỗi cho đội của mình, chúng tôi đã cống hiến mọi thứ, những Palace là đội xuất sắc hơn. Từng lời nói của ông ấy đều rất chân thật, cựu hậu vệ Ireland khẳng định. AS Roma vui mừng thông báo việc ký hợp đồng với Rasmus Kristensen từ Leeds United với thời hạn đến ngày 30 tháng 6 năm 2024. Hậu vệ phải người Đan Mạch, 26 tuổi, ra mắt chuyên nghiệp cho Midtjylland, sau đó chuyển đến Ajax trong một mùa giải. Năm 2018, anh gia nhập Genk và có 3 năm ở Áo, trước khi tới Leeds United vào mùa hè năm ngoái. Rasmus là cầu thủ mà chúng tôi đã theo dõi trong một thời gian dài, ngay cả trước khi cậu ấy gia nhập Leeds, và bây giờ chúng tôi cuối cùng cũng có cơ hội đưa cậu ấy đến Rome, Tiago Pinto cho biết. Cậu ấy đã tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm dù tuổi đời còn trẻ. Chúng tôi tin rằng cậu ấy sẽ tăng cường các phương án của hàng phòng ngự và giúp cho đội hình của Roma trở nên mạnh mẽ hơn nữa. Rasmus Kristensen tiết lộ, Jose Mourinho, đương nhiên rồi, là một chiến lược gia tuyệt vời. Ông ấy một trong những huấn luyện viên xuất sắc nhất từ trước đến nay, nếu không muốn nói là người vĩ đại nhất mọi thời. Vì vậy, tôi rất mong được làm việc với Mourinho, được học hỏi và hiểu thêm về bóng đá thông qua góc nhìn của ông ấy. Như tôi đã nói, tôi rất nóng lòng muốn bắt đầu cuộc hành trình mới này. Đây là một cơ hội tuyệt vời đối với cá nhân tôi, và việc được thi đấu cho câu lạc bộ này, với vị huấn luyện viên này, là một đặc ân. Tôi sẽ làm mọi thứ có thể để đền đáp niềm tin mọi người đã dành cho tôi. Theo tiết lộ của Tatumikato Web, Kristensen rất háo hức gia nhập Chelsea đến nỗi vào tối thứ Tư tuần trước, anh ấy đã tự mua vé máy bay và bay đến Ý sau khi hai bên đan điêu vài giờ trước đó. Kết quả là, truyền thông Ý đã không thể đón anh ta ở sân bay để săn tin và hậu vệ người Đan Mạch đã có thể đi lang thang rào mát quanh thủ đô vào thứ Năm mà không ai bắt gặp. Tiền vệ trẻ Niccolo Pisilli 18 tuổi chuẩn bị bước vào trận chung kết quốc tế thứ hai trong vòng 2 tháng, chung kết World Cup U20 và chung kết Euro U19 với đội trẻ Italy chia sẻ. Chú Matic đã trở thành người cố vấn của em. Sự điềm tĩnh của chú ấy trước áp lực thật phi thường. Thầy Mourinho ư? Khi được tập luyện dưới sự dẫn dắt của thầy, em cảm thấy mình bất khả chiến bại.